chăm sóc toàn diện cho cả gia đình, giúp cuộc sống thêm phần trọn vẹn. Vì thế chúng tôi mang đến giải pháp GNS được chất lọc tinh túy từ những dưỡng chất từ thực vật, giúp chăm chút cho làn da cả gia đình bạn luôn khỏe đẹp. Chúng tôi kết hợp phức hợp nước và chiết xuất từ thực vật có nguồn gốc từ trang trại Nutrilite, giúp chăm sóc làn da một cách nhẹ nhàng từ thiên nhiên. Công thức tăng cường các dưỡng chất và vitamin cho da một cách hiệu quả, đồng thời giúp dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của bạn và cả gia đình. Sản phẩm GNS chứa các dưỡng chất từ thực vật đạt chuẩn sạch, dịu nhẹ và an toàn, đa dạng lựa chọn với hương thơm thiên nhiên hoặc không mùi. GNS dành cho bạn và cả gia đình, trọn vẹn tinh túy thiên nhiên, nâng niu làn da tươi khỏe.